lạy Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài. Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhãn Chúa, trong miền đất của nhân gian tôi sẽ giữ trọn trước mặt toàn thế dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng người.